Video này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm iPhone trôi bảo hành là gì và nó có đáng mua hay không. Mời các bạn theo dõi video. Đầu tiên, khái niệm máy trôi bảo hành là do những cửa hàng tự đặt ra để chỉ những sản phẩm mà khách hàng đã qua sử dụng bán lại cho cửa hàng với cái hình thức là sắp hết bảo hành hoặc đã hết bảo hành. Khái niệm máy trôi bảo hành này thì có cửa hàng sử dụng và có cửa hàng không sử dụng. Ví dụ như chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động thì họ không sử dụng cái thuật ngữ máy trôi bảo hành này, mà họ chỉ sử dụng cái thuật ngữ là hàng cũ thôi. Hàng cũ còn bảo hành chính hãng hoặc là hàng cũ chỉ còn bảo hành tại Thế Giới Di Động. Thứ hai, khái niệm máy trôi bảo hành còn được các cửa hàng sử dụng cho những loại máy mà các thương gia nhập từ bên nước ngoài về theo đường xách tay, có thể là bị hỏng hóc một số linh kiện và các cửa hàng đã tự sửa chữa thay thế những linh kiện này và bán máy ra với hình thức là máy trôi bảo hành. Và khi đó, cửa hàng bán ra thiết bị sẽ bảo hành luôn, chứ không có liên hệ gì tới hãng sản xuất. Khái niệm này rất hay gặp ở những cái cửa hàng bán điện thoại xách tay, ví dụ như là iPhone. Vậy có thể khẳng định, hàng trôi bảo hành chính là hàng đã qua sử dụng và không bao giờ có thể mới 100%. Nhưng một số cửa hàng lại đăng những chiếc điện thoại, ví dụ như là iPhone chưa active mới và trôi bảo hành, thì để giải thích cho cái loại hàng này thì mình nghĩ rằng đây là hàng mới trong quá trình vận chuyển, có thể là bị va đập hỏng hóc một số linh kiện nào đó, ví dụ như màn hình, và cửa hàng đã tự sửa chữa thay thế linh kiện này và bán ra với hình thức là máy trôi bảo hành chưa active. Tất nhiên là máy tự mình làm bể thì sẽ không bao giờ được hãng bảo hành, và cái trường hợp này máy mới thì chỉ còn cách giải thích là như thế này thôi. Và nguồn gốc linh kiện thay thế này là hàng lô hay hàng chính hãng thì khó có lời giải đáp. Và liệu rằng loại hàng này có đáng mua hay không thì mình nghĩ là ưu điểm của nó là cái mức giá rất là rẻ so với hàng chính hãng, hàng CBO. Nhưng mà đáng mua hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cửa hàng đó có uy tín hay không. Ý kiến của mình thì đối với những loại hàng này chúng ta có thể cân nhắc mua và nên trực tiếp đến cửa hàng để xem máy, test máy để xem nó có phù hợp với mình hay không. Hy vọng là cái video này sẽ hữu ích đối với các bạn. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.